Khánh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, Khánh Ngọc mới nhận được một câu hỏi về một vấn đề khá riêng tư của một cô gái sau lần đầu tiên ân ái với bạn trai của mình. Nội dung câu hỏi như sau. Chào chị Ngọc, chị có thể chia sẻ giúp em chuyện này được không ạ? Em và bạn trai yêu nhau được hơn một tháng. Mấy hôm trước là sinh nhật anh ấy. Sau khi tổ chức sinh nhật thì bọn em vào nhà nghỉ quan hệ. Đây là lần đầu tiên giữa em và người yêu thân mật. Nhưng điều làm em rất ngạc nhiên là sau khi khỏa thân thì em phát hiện cậu nhỏ của người yêu em cong bất thường. Thực sự là nó rất cong, em không biết phải diễn tả như thế nào. Em không biết vì sao người yêu của em lại có hình thù như vậy và nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống hôn nhân sau này không chị? Em rất hoang mang, mong chị giải đáp sớm ạ. Quý vị thân mến, thắc mắc này không chỉ của riêng bạn nữ đã gửi cho Khánh Ngọc, mà trên thực tế một số đàn ông cũng tỏ ra lo lắng và thắc mắc rằng vì sao cậu nhỏ của họ bị vẹo, bị cong. Đặc biệt là vấn đề này xảy ra ở nhiều người trẻ tuổi, bởi vì niềm tin phổ biến của tất cả đàn ông là cậu nhỏ thì phải thẳng. Mặc dù không am hiểu về vấn đề này, nhưng trên cơ sở tham khảo những tài liệu thì Khánh Ngọc cũng xin chia sẻ một chút về điều này với bạn gái và quý vị đang có thắc mắc quý vị nhé. Các bạn thân mến, ở trên thực tế, cậu nhỏ của nhiều nam giới có nhiều mức độ cong khác nhau. Tỷ lệ mắc chứng này là khoảng 40%. Một số tài liệu cho rằng cậu nhỏ cong xuống dưới không quá 40 độ. Ở hai bên cong không vượt quá 30 độ. Chỉ cần không ảnh hưởng đến tiểu tiện thì giao hợp được coi là mức độ bình thường. Đây là tài liệu nghiên cứu khoa học nên bạn gái có thể tham chiếu với mức độ cong của bạn trai xem nó ở tình trạng nào nhé. Thực tế cũng cho thấy không phải lúc nào công cụ đàn ông cũng thẳng như kẻ chỉ. Trên thực tế thì hơi cong là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu độ cong này rõ ràng và rõ rệt, nó không chỉ khiến việc thâm nhập trở nên khó khăn hơn mà còn tạo ra nguy cơ xảy ra gãy khi quan hệ là rất cao. Nó có hai tình trạng, đó là cong bẩm sinh và cong do quá trình sinh hoạt kết hợp với yếu tố gây tổn thương tới công cụ đàn ông. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng bị cong cậu nhỏ. Ngoài do bẩm sinh thì có 5 nguyên nhân chính sau đây. Nguyên nhân thứ nhất đó là lựa chọn đồ lót không đúng cách, có thể làm sai lệch sự phát triển. Công cụ của nam thanh niên khi bắt đầu phát triển mạnh, nếu mặc quần lót không hợp lý, quá rộng hoặc là quá chật thì sẽ khiến dương vật bị lệch hoặc là cong xuống dưới. Các bạn hình dung điều này giống như một cây non bị ép trong quá trình sinh trưởng. Ví dụ như cây bonsai, người ta dùng dây thép để uốn, đến khi nó lớn lên sẽ thành một cái cây cổ thụ cong keo. Quá trình công cụ đàn ông bị cong, bị lệch một phần thì cũng do nguyên nhân bị ép như thế. Nguyên nhân thứ hai đó là bao quy đầu bất thường. Ở một số đàn ông, bao quy đầu quá dài và xảy ra hiện tượng là hẹp bao quy đầu. Nếu bao quy đầu phát triển không đều và nằm ngang, lên xuống trái phải không đồng bộ, thì khi cậu nhỏ cương cứng sẽ xuất hiện tình trạng vẹo. Nguyên nhân thứ ba đó là dây hãm quá ngắn. Ở một số nam giới, dây hãm bao quy đầu quá ngắn. Khi mà cương cứng hết cỡ, do dây hãm không đủ dài nên bị kéo xuống dưới, khiến cho công cụ đàn ông bị cong xuống dưới. Trường hợp này, nếu bị nặng thì không thể làm tình bình thường được. Nguyên nhân thứ tư là dị tật phát triển niệu đạo. Đây là nguyên nhân phổ biến khiến cho công cụ đàn ông bị cong bẩm sinh. Nếu lỗ tiểu lệch hoặc niệu đạo ngắn là do cột xốp niệu đạo phát triển không đối xứng. Khi công cụ cương cứng thì sẽ nghiêng về bên không đối xứng. Và lúc này chúng ta nhìn thấy nó có một cái độ cong nhất định. Và nguyên nhân cuối cùng đó là do chấn thương lặp đi lặp lại. Viêm bao quy đầu tại chỗ do nhiễm trùng hoặc bao quy đầu bị xơ hóa, hình thành mảng xơ vữa
khiến phần thể hang cậu nhỏ bị tổn thương, không thể sung huyết và giãn nở, dẫn đến là tắc nghẽn. Lúc này công cụ đàn ông sẽ cong một cách bất thường. Bạn gái thân mến, từ những cái thông tin trên thì Khánh Ngọc cho rằng bạn có thể đã hiểu một phần nào đó nguyên nhân khiến cho bộ phận sinh dục quan trọng nhất của bạn trai bạn có hình thù như bạn đã nhìn thấy. Tuy nhiên thì cũng từ đó bạn cần lưu ý cho Khánh Ngọc một số vấn đề sau đây. Thứ nhất, cậu nhỏ của bạn trai bạn cong. Vậy cuộc yêu của các bạn có diễn ra thuận lợi hay không? Nói cách khác là việc thâm nhập có khó khăn nào hay không? Thường thì tình trạng cong sẽ xảy ra ngày càng nghiêm trọng hơn trong tương lai. Do đó bạn phải tự đánh giá được cái mức độ ảnh hưởng của tình trạng này đối với đời sống chăn gối. Bởi vì nếu tình trạng này nghiêm trọng thì việc quan hệ chắc chắn sẽ gặp những khó khăn nhất định. Nếu ngay từ bây giờ nó đã xảy ra những cái trục trặc khi mà thâm nhập thì đó là cái điều phải cân nhắc. Cân nhắc ở đây không phải là chấm dứt, chia tay vì của bạn trai quá cong, mà là cân nhắc trao đổi với bạn trai về suy nghĩ của mình, đồng thời là tìm giải pháp cho việc đó. Chẳng hạn là bạn trai có thể can thiệp y tế, đúng không ạ? Lưu ý rằng là khi trao đổi với bạn trai về cái điều này phải thận trọng trong ngôn ngữ, thái độ của bạn để tránh khiến cho bạn trai của bạn bị tổn thương. Thứ hai, như bạn đã biết thì việc cong cậu nhỏ là hoàn toàn bình thường nếu như nó nằm trong cái chỉ số được khoa học xác định. Còn vượt qua chỉ số này thì ngoài việc gặp khó khăn khi quan hệ hoặc là gặp rủi ro như tai nạn thì theo nhiều nghiên cứu cho thấy nó không ảnh hưởng trực tiếp đến việc sinh sản. Còn vượt qua chỉ số này thì ngoài việc gặp khó khăn khi quan hệ hoặc gặp rủi ro như tai nạn thì theo nhiều nghiên cứu cho thấy nó không ảnh hưởng trực tiếp đến việc sinh sản. Bạn không nên quá lo lắng về điều này. Thứ ba, hôn nhân của bạn không ảnh hưởng quá nhiều nếu như các bạn trao đổi và sớm khắc phục những cái nhược điểm trên. Thậm chí vấn đề của hôn nhân không chỉ có tình dục, đúng không ạ? Còn rất nhiều vấn đề khác nữa, nên bạn không nên quá hoang mang hay là lo lắng khi mà phát hiện công cụ của bạn trai không thẳng, bạn nhé. Còn đối với các chàng trai, Khánh Ngọc cũng có một số những cái lưu ý thế này. Nếu phát hiện cậu nhỏ của mình bị cong vẹo, trước hết thì bạn đừng quá hoảng sợ hay lo lắng. Đây là vấn đề tương đối phổ biến và hầu hết không cần đến sự can thiệp của y tế, trừ khi nó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống chăn gối và thẩm mỹ thì có thể xem xét đến việc là can thiệp dao kéo. Và lưu ý quan trọng là các bạn đừng dùng sức duỗi thẳng khi nó đang cương cứng, nếu không sẽ dễ dàng gây rách thể hang, tụ máu, thậm chí là xuất huyết. Tiếp theo là hãy lựa chọn tư thế phù hợp cho tình trạng cong vênh của cậu nhỏ. Chẳng hạn như cong lên trên thì chọn tư thế quan hệ nào, hay là cong xuống dưới thì ra sao, cong sang phải, sang trái thì áp dụng thế nào. Sự lựa chọn tư thế có thể giúp bạn loại bỏ lo lắng khi mà gần gũi với bạn tình. Cuối cùng, nếu còn trẻ mà các bạn phát hiện nó bị cong, bị vẹo nghiêm trọng thì nên trao đổi với người lớn. Bởi vì thực tế có một số bé trai ở tuổi vị thành niên phát hiện cái điều đó nhưng mà lại không dám nói với cha mẹ hoặc là không can đảm đi khám vì sợ bị chê cười. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến thể chất và tinh thần các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Buổi chia sẻ ngày hôm nay của Khánh Ngọc xin được kết thúc tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.